Xin chào các em, học văn chị Hiền rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các em trong phân môn tập làm văn của môn tiếng Việt lớp 5. Ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các em đi tìm hiểu về bài Cấu tạo của một bài văn tả cảnh, học cách lập dàn ý cho một bài văn tả cảnh và triển khai dàn ý đó thành một đoạn văn hoàn chỉnh nhé. Trước khi đi vào bài học, chị có một câu hỏi đặt ra như sau. Các em đã được học những bài văn tả gì rồi nào? À, các em đã được học bài văn tả con vật này, tả cây cối rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu một dạng bài văn khó hơn. Đó là bài văn tả cảnh nha. Các em chú ý, bài văn tả cảnh của chúng ta có thể là tả lại một quang cảnh thiên nhiên, nhưng trong đó sẽ có cả sự xuất hiện của con người, loài vật và cây cối nữa đó. Để giúp các em có một cái nhìn bao quát hơn về bài học, thì sau đây chị sẽ giới thiệu cho các em về bố cục của bài học ngày hôm nay nhé. Đối với bài này, chị sẽ chia ra làm 4 phần. Phần 1 là nhận xét, phần 2 ghi nhớ, phần 3 mang tên luyện tập. Tuy nhiên, trong phần 3 này, chị lại chia thành 3 phần nhỏ nữa. Đó là bài tập, lập dàn ý và viết đoạn văn. Cuối cùng là phần 4, củng cố và dặn dò. Các em đã sẵn sàng cùng chị bước vào bài học ngày hôm nay chưa? Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên mang tên nhận xét. Các em có biết bài văn tả cảnh có cấu tạo như thế nào không? Nó giống hay khác với những bài văn mà các em đã được học? Mỗi phần của bài văn tả cảnh thì có nhiệm vụ gì? Các em hãy quan sát những ví dụ, những bài tập sau đây của chị để có thể trả lời cho những câu hỏi này nhé. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta đọc và tìm các phần mở bài, thân bài và kết bài của bài văn dưới đây. Hoàng hôn trên sông Hương. Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng. Đến nỗi, tôi cảm thấy có một cái gì đó đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hàng ngày đang rất yên tĩnh này. Mùa thu, gió thổi mây bay về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại. Trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam, in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng, nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảng sắc mơ hồng ửng lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây. Phía bên sông, sóng cồn hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng leng canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn. Và khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả tròn màu tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại, thì khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt. Huế thức dậy trong một nhịp chuyển động mới, đi vào cuộc sống ban đầu của nó theo Hoàng Phủ Ngọc Tường. Sau khi nghe chị đọc, các em đã xác định được 3 phần mở bài, thân bài và kết bài của bài văn Hoàng Hôn Trên Sông Hương chưa? Còn đây chính là câu trả lời của chị. Các em hãy quan sát nhé! Bài văn Hoàng Hôn Trên Sông Hương được chia thành 3 phần mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài được giới hạn từ đầu cho đến trong thành phố vốn hàng ngày đã rất yên tĩnh này. Nội dung của phần mở bài nói về Huế đặc biệt yên tĩnh lúc hoàng hôn xuống. Phần thứ hai chính là phần thân bài. Phần thân bài được giới hạn từ mùa thu cho đến khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt. Nội dung chính của phần thân bài nói về sự thay đổi màu sắc của sông Hương và hoạt động của con người bên sông từ lúc hoàng hôn cho đến lúc thành phố lên đèn. Trong phần này, chị lại chia ra làm 2 đoạn. Đoạn đầu, từ mùa thu đến hai hàng cây.
nói về sự thay đổi sắc màu của sông Hương từ lúc hoàng hôn cho đến khi tối hẳn. Đoạn 2 là phần còn lại. Đoạn này nói về hoạt động của con người bên sông từ lúc hoàng hôn đến lúc thành phố lên đèn. Cuối cùng chính là phần kết bài. Phần kết bài có lẽ đã được thể hiện rất rõ rồi đúng không nào? Đó chính là câu cuối trong bài văn nói về sự thức dậy của Huế sau hoàng hôn. Trên đây chính là câu trả lời của chị, các em có thể tham khảo nhé. Còn các bạn nhỏ của chị đã trả lời đúng hết chưa nhỉ? Hãy chia sẻ qua phần bình luận để chị được biết nhé. Các em đã sẵn sàng để tiếp tục bài học ngày hôm nay chưa nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài tập số 2 nhé. Bài 2 của chúng ta có nội dung như sau. Thứ tự miêu tả trong bài văn trên có gì khác so với bài Quang cảnh lạc mạc ngày mùa mà em đã học? Từ hai bài văn đó, hãy rút ra nhận xét về cấu tạo của bài văn tả cảnh. Các bạn nhỏ đã hiểu rõ yêu cầu của đề bài chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ, chúng ta cùng quan sát lại hai bài văn nhé! Sau khi quan sát xong, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra giữa hai bài văn này có những điểm giống nhau và cả điểm khác nhau. Trước hết, khi nói về điểm giống nhau, thì cả hai bài cùng nêu nhận xét, giới thiệu chung về cảnh vật rồi mới đi miêu tả cho những nhận xét ấy. Bên cạnh sự giống nhau thì giữa hai bài văn trên cũng tồn tại những điểm khác nhau. Bài văn miêu tả quang cảnh làng mạc ngày mùa thì tả từng bộ phận của cảnh theo thứ tự. Đầu tiên là giới thiệu màu sắc bao trùm làng quê ngày mùa là màu vàng. Tiếp theo, tác giả đi tả các màu vàng rất khác nhau của cảnh, của vật. Và cuối cùng là tả thời tiết, hoạt động của con người. Khác với cách miêu tả của quang cảnh làng mạc ngày mùa, bài văn Hoàng hôn trên sông Hương lại tả sự thay đổi của cảnh vật theo trình tự thời gian. Tác giả nêu nhận xét chung về sự yên tĩnh của Huế lúc hoàng hôn. Sau đó, đi tả hoạt động của con người bên bờ sông, trên mặt sông lúc bắt đầu hoàng hôn, cho đến khi thành phố lên đèn. Và cuối cùng là tả sự thức dậy của Huế sau hoàng hôn. Trên đây là phần hướng dẫn trả lời của chị. Các em có thể tham khảo và áp dụng theo nhé. Thông qua phần nhận xét, các em đã hình dung ra cấu tạo của một bài văn tả cảnh rồi đúng không? Vậy thì bây giờ, các em hãy cùng chị đến với phần thứ hai của bài học, phần ghi nhớ, để có cái nhìn bao quát nhất về cấu tạo của một bài văn tả cảnh và nhiệm vụ chính của từng phần trong đó nhé. Giống như những bài văn khác, bài văn tả cảnh thường có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Đối với phần mở bài, chúng ta sẽ đi giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả. Ví dụ như cảnh bình minh trên quê em, hay cảnh trường em vào giờ chào cờ đầu tuần. Phần thứ hai là phần thân bài. Các em hãy tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian. Chị lấy một ví dụ. Đề bài yêu cầu chúng ta miêu tả cảnh bình minh trên quê hương em theo trình tự thời gian, từ khi bình minh cho đến khi trời sáng hẳn. Và để khép lại một bài văn thì không thể thiếu đi phần kết bài. Đối với phần này, các em sẽ nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của mình về cảnh vật được miêu tả nhé. Đây chính là bố cục của một bài văn miêu tả cảnh. Các em hãy ghi nhớ thật chính xác để có thể viết cho riêng mình những bài văn thật hoàn thiện nhé. Bố cục của bài văn tả cảnh cũng đơn giản và tương tự như những bài văn các em đã học đúng không? Các em đã ghi nhớ được cấu tạo của bài văn tả cảnh này chưa? Hãy trả lời qua phần bình luận để chị được biết nhé. Còn bây giờ, chính là lúc chúng ta đi áp dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập sau đây. Các em hãy theo dõi đoạn văn sau và nhận xét về cấu tạo của bài văn cùng chị nào. Bài văn của chúng ta mang tên Nắng trưa. Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng manh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế, tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, cầu du em cất lên từng đoạn ạ ơi. Hình như chị du em ngủ và chị cũng thiêu thiêu ngủ theo. Em chợt tức làm chị bừng tỉnh
và tiếp tục câu A ơi. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngưng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy, và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng chưa thêm oi ả. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào nắng. Đường làng vắng ngắt, bóng tre, bóng dúi cũng lặng im. Ấy thế mà, mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi, theo băng sơn. Các em thấy bố cục của bài nắng chưa có rõ ràng và dễ hiểu không nhỉ? Dình chị thấy bài văn này được viết một cách rất ngắn gọn, cổ động với 3 phần chính, mở bài, thân bài và kết bài như sau. Phần mở bài được thể hiện qua câu văn đầu tiên, nêu nhận xét chung về nắng trưa. Tiếp đến là phần thân bài được chia thành 4 đoạn nhỏ, miêu tả cảnh vật trong nắng trưa. Đoạn văn đầu tiên, từ buổi trưa ngồi trong nhà đến bốc lên mãi, miêu tả không khí bốc lên trong nắng một cách dữ dội. Đoạn 2, từ tiếng gì xa vắng đến hai mí mắt khép lại. Đoạn này nói về tiếng võng đu đưa và câu hát ru em trong nắng trưa. Đoạn 3, từ con gà nào đến bóng dúi cũng lặng im, miêu tả cây cối và con vật trong nắng trưa. Đoạn 4, từ ấy thế mà đến cấy nốt thửa ruộng chưa xong, đoạn này nói về hình ảnh của người mẹ trong nắng trưa. Sau khi kết thúc phần thân bài, tác giả đã khép lại bài văn bằng một câu kết mở rộng, nêu cảm nghĩ về người mẹ. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi! Các em phân chia đoạn có đúng chưa nhỉ? Hãy quan sát và ghi nhớ thật kỹ cách phân chia bố cục của bài nắng trưa để chúng ta có thể vận dụng trong những bài học sau này nhé! Để có một bài văn miêu tả hay, chân thực, chúng ta phải biết cách quan sát và cảm nhận sự việc bằng nhiều giác quan, đôi khi còn phải có cả sự liên tưởng. Vậy nên, trước khi đến với phần lập dàn ý cho bài văn tả cảnh, chị muốn cùng các em đi quan sát hai bức tranh sau đây. Các em đã sẵn sàng cùng chị chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé! Bức tranh đầu tiên là cảnh một buổi sáng trên quê hương em. Hãy quan sát bức tranh theo hướng từ xa đến gần cùng chị. Các em quan sát được những gì nào? Còn riêng với chị thấy được khung cảnh vô cùng yên bình, mộc mạc, giản dị. Bầu trời thì trong xanh, cao vời vợi. Cây cối với hình ảnh của lũy tre xanh đang đung đưa trước gió của cánh đồng lúa chín vàng ươm. Rồi thì dòng sông xanh biếc uốn lượn quanh co, đang lăn tăn gợn sóng. Và nổi bật giữa bức tranh ấy chính là hình ảnh của con người, với bác nông dân đang gặt lúa, những đứa trẻ đi học nói chuyện dân gian. Các em hãy thử tưởng tượng bản thân đang được hòa mình vào trong không gian của bức tranh ấy. Các em thấy nó ra sao? Có thấy thích không nhỉ? Được hòa mình vào không gian của quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên, gợi cho em những cảm xúc gì? Còn riêng với chị luôn có cảm giác vô cùng yêu thương và trân trọng khung cảnh này đó. Tạm rời xa vùng nông thôn yên bình, bức tranh thứ hai sẽ dẫn các em đến với nơi thành phố nhộn nhịp, hào hoa vào buổi chiều hoàng hôn. Hãy áp dụng cách quan sát chị đã hướng dẫn các em ở phần trên để cùng nhau cảm nhận bức tranh này nhé. Khi quan sát bức tranh thứ hai, chị thấy được hình ảnh của bầu trời thì ửng hồng, cao vời vợi, mặt hồ gợn sóng, lấp lánh in hình những ánh đèn, in màu bầu trời ửng hồng. Rồi những tòa nhà cao nhấp nhô đang lên đèn rực sáng. Hình ảnh của ánh đèn điện thì đua nhau sáng lấp lánh, làm rực sáng cả một góc trời. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của con người đang hối hả, tất bật trong dòng xe để trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Đứng giữa khung cảnh phố thị phồn hoa ấy, các em có suy nghĩ gì không? Có thấy thích thú hay hào hứng khi được đắm chìm trong không gian đó giống chị không nhỉ? Đây chỉ là hai trong số rất nhiều những khung cảnh tươi đẹp.
Các em hãy lựa chọn thêm nhiều những khung cảnh khác vào những thời điểm khác nhau trong ngày để cùng quan sát nhé. Các em có thấy hai bức tranh mà chị đưa ra đều vô cùng sống động không nào? Các em thích bức tranh nào hơn nhỉ? Còn với chị thì chị có ấn tượng với sự mộc mạc, giản dị ở bức tranh đầu tiên hơn đó. Vậy thì bây giờ, chị em mình cùng nhau đi lập giản ý cho đoạn văn tả cảnh buổi sáng trên quê hương em được không? Để viết nên một đoạn văn tả cảnh thì trước tiên chúng ta cần lập giản ý với đầy đủ 3 phần như sau: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Đối với phần mở đoạn, chúng ta cần biết cách giới thiệu bao quát về buổi sáng trên quê hương em. Tiếp sau đó là tới phần thân đoạn. Các em có thể vận dụng những điều đã quan sát được, sắp xếp chúng một cách linh hoạt theo ý các em để tạo nên một phần thân đoạn ưng ý nhất nhé. Còn đây là cách sắp xếp của chị. Đối với phần thân đoạn, chị sẽ đi miêu tả các bộ phận của cảnh. Từ khung cảnh yên bình, mộc mạc, giản dị, sau đó là bầu trời trong xanh cao vời vợi, cây cối với hình ảnh lũy tre xanh đung đưa trước gió, cánh đồng lúa chín vàng ươm, hình ảnh của dòng sông xanh biếc uốn lượn quanh co đang lăn tăn gợn sóng, và còn có cả sự xuất hiện của con người với bác nông dân thì đang gặt lúa, rồi những đứa trẻ đang trên đường tới trường nói chuyện dâm gian. Sau khi quan sát và miêu tả bức tranh buổi sáng trên quê hương em, các em có thấy trong lòng nôn nao bao tình cảm thân thương gắn bó với quê hương mình, với nơi chôn rau cắt rốn ấy đều được hiện lên không? Hãy khéo léo đưa vào phần kết đoạn những tình cảm ngọt ngào ấy qua các từ ngữ như yêu mến, nâng niu hay trân trọng nhé. Trên đây là dàn ý chị hướng dẫn các em. Tuy nhiên, các em có thể thay đổi, miêu tả cảnh vật khác mà các em yêu thích, hoặc có thể miêu tả theo trình tự thời gian. Tuy nhiên, dù dùng theo cách nào, thì các em hãy chú ý có đầy đủ 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn nhé. Sau khi lập dàn ý, thì chúng ta sẽ đến với một phần vô cùng quan trọng, đó chính là sử dụng dàn ý để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Hãy cùng tham khảo đoạn văn sau đây của chị nhé. Khi ông mặt trời thức dậy, xua tan đi bóng tối của màn đêm, cũng chính là lúc một sớm mai tươi đẹp nữa lại đến trên quê hương em. Quê em mỗi buổi sớm đều vô cùng yên bình và mộc mạc, bầu trời cao, trong xanh hơn thường lệ. Dòng sông quanh co, lăn tăn gợn sóng mỗi buổi sáng như đã hẳn sâu trong tâm trí em. Mặt nước long lanh, in bóng nền trời xanh, được tô điểm thêm bởi những bông súng giản dị, quen thuộc. Với ánh nắng ban mai cùng làn gió thoảng, những hàng tre xanh khẽ đung đưa, rì rào, hòa chung với tiếng hót véo von của bầy chim, tạo nên bản hợp sướng chào ngày mới. Từng giọt sương đọng lại trên lá, trở nên lấp lánh như những hạt ngọc quý. Nhưng điều làm em ấn tượng nhất có lẽ chính là cánh đồng lúa chín vàng trải dài tới tận chân trời. Giữa khung cảnh thân thương ấy, xuất hiện các bác nông dân cần mẫn đang thu hoạch vụ mùa và cả những đứa trẻ đang tung tăng tới trường nói chuyện dâm gian. Tất cả cảnh vật và con người dường như đều đang vội vã cho một ngày mới bắt đầu. Đó chính là khung cảnh quê hương em vào mỗi buổi sớm mai. Dù mai sau có đi đến đâu, dù cho có phải rời xa quê hương, thì em vẫn luôn nâng niu và trân trọng khung cảnh ngọt ngào, yên bình ấy. Các em thấy đoạn văn trên của chị có hay không nhỉ? Hãy dựa vào đó để hoàn thiện đoạn văn của mình nhé. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Phần này mang tên củng cố và dặn dò. Sau khi học xong bài, các em hãy ghi nhớ bố cục của bài văn tả cảnh và nhiệm vụ của từng phần trong bố cục. Ngoài ra, hãy rèn luyện thêm khả năng quan sát và cảm nhận khung cảnh xung quanh em. Sau đó, hoàn thành đoạn văn, chia sẻ qua phần bình luận hoặc fanpage Học Văn Chị Hiền Tiểu Học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em!